Mì chưa ăn vậy, sáng chưa bánh mì nè? Ăn rồi. Rồi thôi. Mấy chân? Chân ngắn chân dài kìa vậy? Chân này mua là 5 triệu, nó gắn con cút rồi luôn. Có dám đưa cái ảnh nó vô rồi mà đưa cái ảnh nó vô đâu. Bể chân. Không, trời ơi, nó nói mà chơi anh em nữa, nó nói mình chơi anh em nữa. An lệ, An là cha mặc áo đen nè. À, nó là thằng An, nó là bà con chú bác với vợ Hồng Hoa. Mẹ. Vừa ở đây về đây cái gì mới sắp ghê á. Uống ủ mì 100 ngàn cha. Gì vậy? Uống ủ mì 100 ngàn. 25 ngàn thôi. Mua cái giỏi tặng hả? Sổng mình á. Ghê. Ở chỗ đó nó mắc. Còn ngoài xã nào ở hôm qua đi xuống xuống gọi. Chứ mình dân làm gì có giá đó. Bánh mì ở chỗ bánh mì tê ở chỗ Phan Lưu á có 17 ngàn cho nhiêu. 17 ngàn, 25 ngàn cũng hơn 7 ngàn nhiêu. Cái này ổ bự. Cái này bỏ là tiền nào của nấy. Còn cái thủ Nhĩ Kỳ đó, cái cách làm tháng 8 đó là mấy 17 ngàn. Ủa, thằng mua đâu? Bữa nay 25 ngàn dữ quá hả? Mua 2 rồi. Tết mua 2 rồi. Giá thằng mua lại nhiêu? Anh này ăn bánh mì ba lẹ nè. Còn đổ nữa nè. Không, không có ăn phải ba lẹ. Ba lẹ. Để nó làm chuẩn, để nó có đồng nó mới quay. Thằng An với cái ống kiến nó chụp cỡ nào nó đưa lên cũng là đẹp. Mà thằng nó giấu cái tấm hình đó thì nó sợ quá đẹp. Nhưng mà tới nhận trước khi nó test màu nó là test tao trước đâu giống tới tay đâu. Thứ nhất là mặt trắng nè, quần áo. Ví dụ như bên tôi lên tôi gửi cho nó cái hình. Tôi đưa Ngữ Thành gửi Nguyễn Hải mà người khác vẫn thấy. Kỳ vậy ta. Biết đâu. Cái Facebook này á nó nguy hiểm lắm. Xài để cho vui thôi chứ nó tùm lum, nó là cái mạng xã hội mà, cho nên những cái gì mình nói là trên đó là cả làng, cả thế giới đều có thể biết, cả thế giới đều biết. Lộ hết nè, lộ hàng hết. Võ Hoàng gọi về nói chuyện chơi vui. Nó có do số điện thoại đó, nó cho số điện thoại đó. Coi chuyện nó sau khi nó đi qua bển là coi như là 2 ngày sau, 3 ngày sau gì đó nó gọi cho tôi. Nó có điện thoại, nó có số điện thoại. Của con nó chụp ba mẹ đã đến đến nơi rồi, xong rồi đi shopping rồi gì đó. Là không biết sao tự nhiên là nó hiện lên, mình đâu kết bạn với nó, nhưng mà nó ghi là coi như với Hò Võ và Thảo Trần ấy. Thành ra là nó mới vô cái trang của mình, vui rất trời, biết không? Bả thì không có bao giờ coi, nhưng mà nó sẽ tới cháu của bả, tới con của bả là biết rồi, cũng biết rồi. Nó dính nếu mà có dây mờ rê má là bạn của bạn là đó, rồi bạn của con gì đó là nó cũng vô, nó thấy chơi vậy là nó là cái lứa 6-8-75 gì cho Phật tử đó đấy, nó trước 85 chứ, trước 75 chứ, 6-8-75 đó, tức là 6-12 năm, 6-12 năm à, là 6-8-75 á. Như vậy là tại vì trong cái nhóm mà 6-8-75 tôi cũng quen rất là nhiều cho nên là chắc là nó dính líu nhau hết, tụt lum hết rồi. Chỗ tháp chạm đó, chùa Nguyễn Thiều là tu viện Nguyễn Thiều á hả? Tu viện Nguyễn Thiều, tu viện Nguyễn Thiều ở tuốt ở trên đâu làm cái gì tháp chạm? Đâu không, cái chùa đó là cái chùa mà gặp cái bãi biển á, ở bãi biển á, mình bãi qua. Biển nó có cái chùa ở chỗ có cái chùa đó, đường Lê Tôn nó chứ đâu. Nguyễn Huệ Tôn á. Gấp, đúng rồi, gấp. Cái đó là chùa của mấy ông đó, tu viện Nguyễn Thiều rồi đó, chùa Khất Thực. Đúng rồi. Có phải tới tháng là coi như là mất cái gì đó. Mình muốn 50 mê đó là phải đóng 50 ngàn. Nó trừ thẳng vô cái tài khoản mình luôn. Còn có cái tài khoản nào mà dưới cái gói nào mà dưới 50 ngàn, 30 ngàn thì nào? 30 ngàn cũng có, 10 ngàn cũng có nữa. 10 ngàn từ cái gói đó thì nếu mà mình xài không hết 450 á. Yeah.
dịp đầu tiên là chậm ha, 4 dịp đầu tiên là chậm. Không chứng cháu, làm sao căng cái dịp đó, tưởng tượng vô đánh là vô ngay gì đó. Hình đang thua gì? Đâu có gì đâu. Ôm con trai, ôm gì đâu mà sợ. Thành coi như là án oan nhiều lắm, giờ nghĩ rằng cái vụ án này chưa chắc là do cặp đó nữa. Anh nói gì người anh nói gì có mạnh cái đạo đức của ông tự tỏ thích hành quý. Cái này mà học sinh nó là mạnh dạng hơn, nó được đưa được những chính kiến của nó rồi nó tự lập trong cái việc học hành của nó, không phải ai nhắc nhở nữa, rồi nó tự bình bầu lấy chứ không phải là chỉ định nữa. Kính không kính quay mà đừng lo chuyện này. Lâm lâm remote bấm tay vô remote gì? Bỏ gì? Đang quay phim hả? Đang quay phim đó. Chụp game ấy chụp đi. Game Thành Thành chụp vô mấy Thành. Bấm nhìn Thành đây. Nói chung bây giờ là mày ở Việt Nam giống như tụi tao hiện nay ở Việt Nam đi đâu rồi được ăn gặp là lương từng ngày từng sướng thì đấy. Cứ ra ngồi đây là có phim. Lên YouTube á. Đưa cái video clip mà cắt ngắn bớt ông người cũng vậy đúng. Mày cũng vậy quá. Coi mà em coi thôi chứ anh em bà con tao coi. Trời dài lại thôi. Anh em bà con tao coi thiết cha và anh em bà con tao. Đây nè. Mày coi không nổi, coi không nổi luôn. Rắn chịu không nổi luôn. Có những cái video clip ngắn. Đúng vậy. 5-10 phút, 2-30 phút. Vừa dài vừa dai vừa dở. Ông quay bắt chước Dương Khương, ông quay khúc ngắn thôi. Đường ghép lại. Chứ đừng có quay dài quá. Khúc thôi chứ. Dài xa quá vậy Thanh. Chung là mà khúc khúc nó có khúc đẹp ngắn gì lắm nhưng mà cộng ra thành dài bước gì mình nửa tiếng hồ trời ơi. Trời coi tao cũng gục luôn. Lẹ lên đi mày, ảnh cầm đâu mày là mày có coi hay không coi vô tại tao coi nó cũng gục á, cũng thêm coi nữa mệt quá coi mà ngủ gục mà không coi gì nữa vậy hả? Cái hàng gì gặp đây hả? Việc làm vậy hả? Cái xem nói Sony rồi giống đừng nói được chuyện chú đi là giỏi. Mày mập á hử, mày mập á. Mày mập mọi lần hơn con luôn. Mập hơn mọi lần nhiều. Rồi, nhìn đi. Mập hơn rồi. Nhìn đây. Còn nó đem nó chuyển qua bên này đi. Chuyển hệ hả? Chuyển nữa hả? Nó quay mặt rồi. Chính quay lại rồi. Quay mặt. Nhìn phía trước, nhìn phía trên này nè. Đây nè. Tắt đây, tắt mở lại đi. Hôm nay chuột làm tam đẹp nhất. Lý do cái áo nó màu xanh rồi. Nó có tên cái tuổi rồi dữ vậy? Chở đi dữ vậy hả? Nhiều ghê lắm hay sao hả? Rồi vô anh chở mẫu không à. Ủa dạ? Những người vô cho nó chụp kìa. Trời nó còn quay nữa mà. Không, kệ quay quý mày. Cái tụi quay đưa sách. Cảm ơn cái chuyện gì tao không biết. Ai? Thằng Liền hay ai đó. Tao thấy nó là việc nhờ bắt lông. Mày vừa tự chụp mày vừa tự quay luôn nè. Tự sướng. Tự sướng rồi. Tự khổ rồi tôi về. Phải chứa thời trong miệng. Nó lo gì đâu. Cái áo phóng viên 4 cuối này mắc quá rồi, bữa cơm cái triệu bạc. Cái áo cái triệu bạc. Người nhau vô lòng ngồi. Đây. Đây đi. Biết đây đâu? Chỗ này ngồi đây nè. Ngồi rồi. Ông bạn kia. Lâu ngày quá không? Hả? Ai quen không? Chết rồi đó. Mỗi chừng có 6 ghế, 1, 2, 3, 4, 6. 5 đứa. Biết đâu có thêm đứa nữa sẽ. Đâu? Ai biết đâu, lát nữa biết đâu có thằng nào chạy vô ghế sao? Chạy vô thỏa thêm. Cũng có thể. Nhậu, có món nhậu á. Món nhậu thấy đây uống xong rồi xỉn rồi ra coi như là taxi. Chủ quán phải kêu taxi về miễn phí cho khách. Cái đó ra Đà Nẵng á. Ra Đà Nẵng á. Coi đi, có gì, muốn kêu thêm gì cứ kêu đi. Tao đối với tao coi thôi chứ thôi. Anh có ăn cơm không? Ăn
hay là nhậu thôi? Nhậu đi được cơm sao, lo gì gì hết, giống giống như bữa trước vậy. Đầu bữa trước còn phải rên rỉ, khóc lóc vui vẻ, chịu không nổi, 400,000-700,000 chịu không. Giờ mày đi ăn hủ tiếu lướng hú là 85 đồng, 85 đồng một tô. Có những món khác nữa, mình nghĩ là món ăn giờ đồ ăn Việt Nam mắc lắm rồi. Rồi về mình hả? Chúng ta trả cùng cho mấy cái món dưa trước. Không biết. Ủa gì hả? Nhân năm vừa rồi đi, năm vừa rồi đó, năm vừa rồi mình đi. Đây, để tôi coi cái 2014 ra. Lê thế luôn rồi, chán mẹ luôn. Tại ra xe lửa, để đi trên tàu, trên xe lửa là tới cỡ 30-40 phút rồi. Nhưng mà chở lên chỗ này ẩm sung dữ, tôi sẽ đi dữ, mà quay dữ quá. À, lúc này là con em vợ đó, con vợ Khảm về đó. Vợ Khảm mới về. Ủa, đi đầy đủ như vậy hả? Ừ. Tao không biết vụ này, chờ tao tưởng là nãy tao hỏi tao tưởng là... Tụi mày còn đi qua đàn gái rồi. Tao đâu biết đâu. Tao hỏi thăm rồi thăm. Chờ kia cái bà hỏi có tao. Thì bà trước có thằng Long, nhưng mà bà này khác, bà này thứ 5 á. Vậy cái thứ mấy ai biết. Vậy mà con gái tao nữa mày muốn... Vậy tao mà nó... Vô gái tôi á, vô đây đáng chịu rồi. Rồi cầm cái ly lên lái cái đi, vô đi. Rồi, vô. Hả? Chiến đấu kiểu như lòng tính mệt quá. Gì đâu mệt, chuyện của mấy đứa nhỏ mình chỉ tham dự thôi. Ta về ta đi làm chứ. Đi phải làm đó. Rồi hết rồi. Mai mốt gặp. Ê, bữa nào mày ghé tao trả mày hả dữ. Này tao không bước mày ra nó cầm bụng mày đi. Ngồi chơi nha, bây giờ tao đi làm nha. Rồi mai mốt. Nếu giảm đi mấy để giảm từ lời vô duyên, giảm từ lời vô duyên mà không cần biết đi. Bây giờ anh Tám vẫn chữa xong cái siêu bu xê rồi, không còn con nào hết, còn mới nó uống nữa là từ 4 chai tới 40 chai cho lên. Vô thấy mặt đi, thấy mặt cần dập vậy. Không, nó tao không có nổ mà thì cách đây một tuần đằng buồn thuốc đệ vô, mày coi cái thuốc mày thấy đó. Thì thuốc đệ vô, rồi nó mời ra dinh thống nước uống, rồi coi như uống 4 chai rồi tao phải vang lại nó đi về, nó mưa xuống mà mát trời nó uống còn dữ nữa. Nó nói là khi nào con Bá Tùng vô đây nó cho con Bá Tùng uống là ướt từ đầu dưới chân cho biết chắc mất này kia anh em là uống ít quá không đã. 852,000 này nó tiền ẩn đâu? Đó, tao trả có tiền đấy, nói gì? Tại tao tính là mình trả tiền ẩn rồi đưa tao. À. Tao thì thiếu nợ ẩn. À. Rồi lấy tiền tao xài trước rồi đã, tao hết tiền rồi. Vậy chút xíu rồi. Cuốn cuốn đó là coi như là còn là kỷ niệm thôi. Không, mình biết sức của mình chứ, phải không? Nếu mà dạo này tôi đi ra ngoài đường á, đi ra ngoài đường á nó hơi bị choáng đó. Chuyện nhiều nó vẫn bị choáng đó. Tôi sợ 100 triệu, 100 ngàn. Qua được. Bây giờ kỳ này là bạn nghĩ lần nữa là
hết thú luôn, ra cơ sở tôi bỏ thú luôn à. Tức là sức khỏe mình nó báo động rồi, đúng không? Đưa cho con để ông thấy dạo này ông lên Facebook rồi hay là ông coi ông thấy thỉnh thoảng có em này em kia đi một cách rất là bất ngờ phải không, đi đột quỵ một cách bất ngờ phải không, thì cái đó chuyện đó thì cái đó thì nó không có chừa ai hết. Mình nói chung là mình cũng ngừa trước một chút xíu vậy mà, chứ còn nếu mà đã nó tới rồi là thôi bó tay. Dư hết nó đang làm chứ sao vậy? Đúng không? Chiên que thì mệt quá, đi luôn rồi nó khỏe. Nhưng mà đi luôn thì bây giờ này thì cũng còn sớm quá phải không? Sớm quá mình cần về lấy nó cứ quay phim mày tới, đó tao quay mày đó chứ nó quay phim tới quay phim lui quay mày nó quay vậy đó tao quay mày mặt mày đang nói chuyện đó. Nó quay rồi nó đưa lên Facebook rồi nó chiếu tùm lum tà la. Còn bình thường thôi, có gì đâu. Không có đâu, chưa, đã bỏ được. Còn xài được mà, đâu có gì đâu mà bỏ. Thằng này sướng bậy sướng bạ không à. Nó sướng đựng sướng bậy bạ nữa. Nó không cần đâu. Tùng hỏi là có cần Viagra không nè. Là cần gì? Nó không cần. Cần gì đâu, cần Viagra. Có cái hạt mây thi. Tao cần nè, đúng không? Có cái hạt mây thi uống mỗi ngày rồi. Cái hạt mây thi nó chỉ cho tam cũng uống mỗi ngày rồi luôn đó. Tam nó mới vừa đi về đó, nó tới giờ đi làm rồi. Rồi khỏe ha, nghỉ ngơi đi ha. Rồi bye nha. Rồi đây vô đây nè. Đứng vô lưng hả? Rồi chặt lắc rồi thể. Rồi kiếm đi, nhớ đi. Chú ơi, chú này. Dòm nè. Dòm cái rồi. Rồi. Rồi rồi thôi giúp mình cái này luôn. Mua tới. Tay gái chứ, không biết mà quay phim ảnh. Ôi, tay gái rồi. Không gặp nhau ngày nào.